hướng dẫn cài đặt cảm biến Absolute tẩu. Trước tiên chúng ta sẽ phân vị trí trước trái, trước phải, sau trái. Đây, trên màn hình nó sẽ có hai nút đây để cài đặt. Chúng ta sẽ muốn cài đặt chúng ta sẽ ấn giữ nguyên nút bên tay phải. Đây. Đây sẽ có bốn bánh này. Đây, trước phải này, sau phải này, sau trái này. Đấy, chúng ta cấu hình từng bánh bánh một. Đây. Đây ta sẽ chọn bánh trước trái. Chúng ta đầu tư thêm cái bình. Bình bơm hơi. Đây. Trong để thông số đây. Đấy, cho bơm, đồng thời chúng ta bơm hơi lên. Rồi. Như thế này. Bao giờ thông số hiển thị lên là được. Đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái bánh tiếp theo. Đấy. Đấy, đồng thời bỏ hơi ở bỏ cái nắp này ra. Đấy. Giờ đến là trước phải cho vào đây. Bơm hơi. Đấy, lại xong một hơi. Tiếp theo chúng ta sẽ là bên này. Làm đến cái bánh sau bên phải. Đấy. Đã nhận. Tiếp theo. Tôi sẽ bấm đến bánh tiếp theo. Đây. Đây, bánh cuối cùng. Sau trái. Đây, như vậy nó hiển thị đầy đủ bốn cái ấy, bốn bánh và chúng ta sẽ lưu lại. Đây, lưu lại giữ nguyên chỗ này. Độ 3 giây là được. Đấy. Thì khi hiển thị đầy đủ thông tin này thì mọi người lắp vào cái bánh có xe. Đấy, bánh xe sau nó đi một đoạn là nó hiển thị tất cả, nó không bị nháy này. Ok, xong hướng dẫn.